Thưa quý vị, vào khoảng 11 giờ 38 phút sáng nay, trong lúc 6 công nhân đang ở trong chiếc lồng sắt này ở độ cao khoảng trên 20 mét, thì bất ngờ dây cáp bị đứt và chiếc lồng sắt rơi xuống cùng 6 người công nhân xấu số. Nên ngay sau đó thì chiếc bu ly này rơi xuống và đè lên những người công nhân này. Hiện tại các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Trần Anh, truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Lào Cai. Theo thông tin từ Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Lào Cai, vào 11 giờ 30 phút trưa nay mùng 2 tháng 8, tại mặt bằng nhà máy nghiền xỉ phốt pho và xỉ lò cao công suất 1 triệu tấn một năm thuộc khu công nghiệp Tàng Lòng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong quá trình thi công hạng mục xỉ lò của nhà máy, tai nạn đã khiến một người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, báo cáo sự việc cho công an địa phương cũng như các cơ quan chức năng có liên quan. Dự án nhà máy nghiền xỉ phốt pho xỉ lò cao công suất 1 triệu tấn một năm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lào Cai làm chủ đầu tư. Dự án đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng. Khi công ty đang thi công xây dựng dự án thì xảy ra vụ việc trên. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV, vào chiều nay, mùng 2 tháng 8, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh, cùng Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Trần Quốc Huy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vụ việc. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin.